Thời khóa biểu, cho biết thời gian học cả môn của từng ngày trong tuần. Thời khóa biểu gồm nhiều cột dọc và nhiều hàng ngang. Các bạn học sinh thường đọc thời khóa biểu theo trình thứ tự buổi tiết môn. Sáng thứ hai, tiết một là môn gì? Là môn hoạt động trải nghiệm. Đúng rồi. Chiều thứ ba, tiết một là môn gì? Là đạo đức. Sáng thứ sáu, tiết hai là môn gì? Là tiếng Việt. Chiều thứ hai, tiết hai là môn gì? Là từ học có hướng dẫn. Sáng thứ ba, tiết bốn là môn gì? Là giáo dục thể chất. Đúng rồi. Chiều thứ năm, tiết một là môn gì? Là tự nhiên và xã hội. Đúng rồi, rất tốt. Vậy sáng thứ sáu, tiết ba là môn gì? Là môn toán. Còn chiều thứ năm, tiết hai? Chiều thứ năm tiết hai là từ học có hướng dẫn. À, vậy tiết hai sáng thứ tư là môn gì? Là tiếng Việt. Sai rồi. Tiết hai sáng thứ tư là môn mỹ thuật. Đúng rồi, rất tốt. Tiếp nha. Mẹ hỏi một câu nữa nhá. Vậy mẹ hỏi này, vậy môn giáo dục thể chất học buổi nào và ngày thứ mấy? Môn giáo dục thể chất buổi nào, ngày thứ mấy? Buổi sáng thứ ba và bốn. Buổi sáng thứ ba, tiết mấy nè? Tiết bốn. Đúng rồi, rất là tốt.